Con thích vì quê, về quê vì có rất nhiều loài động vật với nhiều thứ ở quê con muốn biết ạ. Rất nhiều con ốc, con cá. Con bác quất giỏi ấy. Đây đâu, cua này sách. Con còng. Con còng mà. Con đá này. Đâu. Con đĩa đây. Yêu, có hai con gì chạy vậy ạ? Con đấy là con gọi con cá cuống con. Đi về quê bắt cua nào, nhiều không? Có nhưng nóng lắm. Cố lên. Nào đi theo bác để đi dẫn củi. Có ai bị sợ lạc rừng không? Dưới thành phố thì nó cũng là chật hẹp, về quê thì rộng rãi, các cháu rất là vui vẻ mà các cháu học được rất là nhiều những cái điều ở quê hương. Nhớ để các con ăn nhá. Ngày xưa thì nó nhiều, con cá, con tép, con cua, con ốc, củ khoai, củ sắn. Thì vớ được cái gì là nướng. Trên quê thì nói thật là chỉ có những cái hoa quả nhì nhằng thế thôi, chứ còn thì thực là trên quê chẳng có gì đâu. Nhưng mà nó quê lắm là bởi vì người ta cứ hay đến chơi uống nước chè với nhau. Đấy thì sao bà nướng thế, cứ thế mà nướng. Con thích quê hơn ạ, bởi vì em thích thiên nhiên hơn là ở thành phố ạ. Con rất là yêu quê con ạ. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người.